Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ hai, ngày 29 tháng 7 năm 2019, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Chương trình âm nhạc đường phố, tuổi trẻ Quảng Bình đồng hành với du lịch. Phát triển khu kinh tế Hòn La, khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo gắn với hành lang kinh tế quốc lộ 12A. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ba Đồn chung tay vì người nghèo. Thưa quý vị và các bạn, huyện Bố Trạch vừa tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2019. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được truyền đạt một số chuyên đề như công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng trong thời kỳ mới, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận của chính quyền cơ sở, công tác dân vận với đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho học viên trang bị kiến thức, kỹ năng, nắm chắc quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng bộ chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy cũng vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến các quy định của luật tố cáo, luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Việc tuyên truyền phổ biến luật tố cáo và luật phòng chống tham nhũng nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp trong công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết tố cáo, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở. Công an tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức tuyên dương và trao thưởng cho các em học sinh là con của cán bộ chiến sĩ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2018-2019. Năm học 2018-2019, các em học sinh là con của cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Bình đã có nhiều nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Trong năm học có 217 em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, 767 em đạt danh hiệu học sinh giỏi, 112 em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa và năng khiếu từ cấp huyện, thị xã, thành phố trở lên. Đặc biệt, có 4 em học sinh đạt giải cấp quốc gia. Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những thành tích trong học tập và rèn luyện của các em học sinh là con của cán bộ chiến sĩ trong năm học vừa qua. Đồng thời trao tặng cho các em những phần thưởng ý nghĩa nhằm động viên khích lệ các em tiếp tục nỗ lực cố gắng đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong học tập rèn luyện. Hưởng ứng các hoạt động lễ hội hang động năm 2019, tối qua ngày 28 tháng 7 tại công viên Đồng Mỹ, tỉnh đoàn Quảng Bình đã tổ chức chương trình âm nhạc đường phố tuổi trẻ Quảng Bình đồng hành với du lịch. Với mục đích tạo một nét văn hóa mới cũng như dấu ấn cho khách du lịch gần xa khi đến Quảng Bình, cả câu lạc bộ, đội nhóm nhảy trên địa bàn tỉnh đã đi đến chương trình âm nhạc đường phố gần 20 tiết mục hấp dẫn đặc sắc, thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân và khách du lịch. Không chỉ biểu diễn những ca khúc trẻ trung hiện đại, cả ca sĩ không chuyên còn trình diễn những ca khúc trữ tình với phong cách mới mẻ. Bên cạnh đó, các bài nhảy hiện đại cũng được dàn dựng công phu sôi động và nhận được nhiều sự cổ vũ của người xem. Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ hội hang động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá du lịch Quảng Bình đến với du khách trong nước và quốc tế, tạo ra sự kiện cho khách du lịch tham gia trải nghiệm, tạo ấn tượng tốt, thu hút du khách và kéo dài thời gian lưu trú của khách quốc tế tại địa phương trong kỳ nghỉ. Đồng thời, đây cũng là dịp phát động nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp tục nâng cao nhận thức, tích cực tham gia bảo vệ di sản văn hóa, di sản thiên nhiên thế giới và đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ khách du lịch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình vừa ban hành nghị quyết về đẩy mạnh phát triển khu kinh tế Hòn La, khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo gắn với hành lang kinh tế quốc lộ 12A đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2025, tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp trong khu kinh tế đạt 60% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh và đến năm 2030 đạt 72%. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp dịch vụ đạt bình quân 10 đến 12% một năm. Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tập trung kêu gọi dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại thuộc các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến gắn với bảo vệ môi trường và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội trong khu kinh tế. Đến năm 2025, tạo việc làm cho khoảng 10 đến 15.000 lao động. Đến năm 2030, tạo việc làm cho khoảng 20 đến 25.000 lao động. Để đạt các mục tiêu trên, Quảng Bình sẽ xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để huy động nguồn lực thực hiện lập quy hoạch xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cơ bản đồng bộ, xây dựng cơ chế chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển nguồn lực,
quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền, vai trò của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, Quảng Bình thu ngân sách đạt hơn 5.800 tỷ đồng, bằng 51,15% so với dự toán địa phương giao, tăng 9,05% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu tại địa bàn đạt hơn 2.420 tỷ đồng, thu cân đối ngân sách đạt hơn 2.350 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu đạt gần 68 tỷ đồng. Trong các khoản thu cân đối ngân sách có 7 trên 15 khoản thu đạt và vượt tiến độ so với dự toán được giao. Còn lại 8 khoản thu, chủ yếu là những khoản thu chiếm tỷ trọng lớn chưa đạt tiến độ dự toán năm, là thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 42,6%, doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 42,36%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 30,83%, thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 41%, thuế bảo vệ môi trường đạt 30,6%, thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 47,53%. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019, thời gian tới, tỉnh Quảng Bình tiếp tục triển khai các giải pháp để tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ động thuế. Nhiều năm nay, cầu chờ và lòng lề đường gần khu vực chợ Nhân Trạch, huyện Bố Trạch bị biến thành nơi mua bán trao đổi hàng hóa, gây nên tình trạng ách tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Vào mỗi buổi sáng, dọc hai bên cầu chờ và lòng lề đường có hàng chục tiểu thương và người dân chen chúc nhau mua bán, trao đổi hàng hóa, khiến hàng trăm lượt người và phương tiện lưu thông qua khu vực này bị ách tắc, gây mất trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, nhiều loại rác thải bị các tiểu thương xả thẳng xuống sông và chân cầu đã khiến cho khu vực này trở nên nhách nhác, bẩn thỉu và bốc mùi hôi thối. Mặc dù cử tri và người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh lên cả cấp chính quyền, nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Vì vậy, xã Nhân Trạch cần có các giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn, bố trí lại khu vực chờ theo đúng nơi quy định nhằm giúp tiểu thương và người dân thuận lợi hơn trong việc mua bán, trao đổi hàng hóa, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ba Đồn đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về người nghèo và cộng đồng nghèo ở địa bàn khó khăn, nhằm kêu gọi và huy động mọi nguồn lực trong xã hội để cùng chung tay hỗ trợ, tạo điều kiện giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ba Đồn đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, trong đó tập trung hướng về người nghèo. Để việc vận động giúp đỡ người nghèo được triển khai một cách thiết thực, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và sự quan tâm phối hợp của cả hệ thống chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ba Đồn đã triển khai thực hiện với nhiều phương thức hoạt động gắn với phương châm mỗi đơn vị doanh nghiệp gắn với một địa chỉ giúp đỡ người nghèo. Thông qua việc tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp, nhà hảo tâm với các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ba Đồn đã tạo sự gắn kết, chia sẻ yêu thương và huy động tốt mọi nguồn lực trong xã hội để cùng chung tay vì người nghèo. Xác định cái hoạt động chăm lo cho người nghèo là một cái đoàn hoạt động đặc trưng và thiết thực của mặt trận, vì vậy cho nên là mặt trận thị xã Ba Đồn đã tích cực tuyên truyền, vận động kêu gọi sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, rồi đặc biệt là sự hưởng ứng của quần chúng nhân dân và các cấp các ngành nên là đạt được một số cái kết quả nhất định. Và đặc biệt là trong 5 năm vừa rồi thì tất cả các cái nguồn huy động được thì gần 100 tỷ đồng. Thì mặt trận các cấp đã tập trung cho hỗ trợ cho người nghèo để phát triển sản xuất, rồi hỗ trợ cho cộng đồng nghèo từ những cái việc làm thiết thực của mặt trận thì đã giúp cho người nghèo là vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Với cái sự nỗ lực cố gắng của mặt trận các cấp cùng với cấp ủy chính quyền, cho nên là đã thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng là thực hiện cái chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững ở trên địa bàn. Và đến thời điểm này thì thị xã Ba Đồn còn khoảng 4,2% hộ nghèo trên địa bàn của thị xã. Bằng những việc làm thiết thực hiệu quả vì người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ba Đồn đã trở thành địa chỉ, là cầu nối, là nơi để hộ nghèo, hộ cận nghèo nương tựa, là nơi tập hợp và huy động nguồn lực để giúp đỡ hỗ trợ người nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Được sự quan tâm giúp đỡ của mặt trận thị xã đã tài trợ cho mẹ con em một suất làm nhà 40 triệu đồng. Và mẹ con em đã tu sửa lại nhà cửa đang hoang lại với trẻ em bữa trẻ nắng để em cố gắng em làm việc làm để nuôi con. Trong 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ba Đồn còn đồng hành hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc hỗ trợ phát triển sản xuất, trao tặng bò giống lai sinh sản cho hộ nghèo.
Đặc biệt, từ năm 2017, để triển khai thực hiện đề án 85 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2018. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ba Đồn đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương tiến hành bình xét, đảm bảo tính dân chủ, công khai và minh bạch. Qua đó đã trao tặng 190 con bò giống lai sinh sản cho hộ nghèo trên địa bàn. Đến nay, đàn bò đã được chăm sóc và phát triển tốt, tạo sinh kế và động lực để các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Gia đình tôi là hộ khó khăn ở nơi xã Công Thủy. Năm 2018 là được Mặt trận thị xã trao cho con bò. Sau khi nhận được con bò thì gia đình tôi rất là phấn khởi. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc con bò cho thật tốt. Để con bò sinh bê, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Người dân mà sau khi được tặng bò sau một năm họ là chăn nuôi thì bò phát triển rất tốt. Và đến thời điểm này thì một số hộ dân mà có bò là họ cam kết thực hiện cái việc là giảm nghèo trong cái thời gian tới. Chương trình mà hỗ trợ bò là một trong những cái là người ta gọi là cho người dân hưởng lợi từ cái mục đích sử dụng cụ thể. Nếu như chúng ta cho bằng tiền mặt thì có thể là họ sẽ là tiêu dùng bằng cái việc khác, nhưng mà nếu như chúng ta cho một con bò thì các hộ dân rất phấn khởi, và cái chương trình này mang cái ý nghĩa rất cao, làm cho cái tỷ lệ hộ nghèo của địa phương Quảng Thủy nói riêng và tất cả những địa phương được đảm bảo nói chung là thoát nghèo bền vững. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ba Đồn cũng đã triển khai có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng nghèo ở những địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, như hỗ trợ xây dựng, tu sửa các phòng học, trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa, trạm y tế và một số công trình phúc lợi tại các địa phương. Nhờ vậy, người dân, đặc biệt là hộ nghèo trên địa bàn thị xã Ba Đồn có điều kiện để vươn lên thoát nghèo bền vững. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 29 tháng 7, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, độ ẩm 46 đến 89%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm 47 đến 90%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm 50 đến 80%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm 48 đến 92%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm 54 đến 80%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm 50 đến 74%. Khu vực thị trấn Quảng Hào mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ, độ ẩm 52 đến 71%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm 53 đến 72%. Dự báo thời tiết biển đêm 28 ngày 29 tháng 7, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Hiện nay, thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Các khu rừng luôn đặt trong tình trạng nguy hiểm. Để hạn chế tối đa tình trạng cháy rừng xảy ra, mọi người cần nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Khi vào rừng hoặc ở khu vực gần rừng, không đốt lửa, vứt tàn than, tàn thuốc lá bừa bãi trong rừng. Còn tại các khu vực rừng có an thờ nghĩa địa, người dân đốt vàng mã cúng bái thì phải canh giữ đến khi nào dập hết lửa mới ra về. Nghiêm cấm việc đốt than ra phế liệu trong rừng. Khi phát hiện cháy rừng, phải báo cáo ngay cho chủ rừng, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cơ quan kiểm lâm nơi gần nhất để kịp thời chữa cháy, hoặc liên hệ về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Bình theo các số điện thoại 0912037673, 0913203199. Phòng cháy chữa cháy rừng là trách nhiệm của toàn dân. Đề nghị mọi người dân chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.